bà rồi lúc xuống đây bà xong chụp nghiệp xua đòi sở mạch trị sở mạch trị cá rồi bà quan Academy tiếng ốc rồi bà tế Campuchia dưỡng ai có xong chụp nghiệp xua đòi sở mạch trị cá rồi bà quan Academy Campuchia dưỡng phần trăm là bà tế Korea hay nâng phần trăm là bà tế Japan hay nâng bà tế thấy bạn có đôi chia nơi bạn đã bật tiếp xem tiếp bạn ta bóng vốn sọc sở bài thế bạn ngày đi cứ ngày trong sập đá hay bóng vốn riêng từng ốc bạn anh chơi tôi đã lên nơi tì nạc là hỏi bạn trong này trong vĩnh cư tục tài tự lọc màu bì tức đây này khai xìm riêng bạn đòi thua đầm nào bì màu đọc ní mà đòi môn nâng phải chụp buôn pram màu nên nế bạn nâng ngày trong ngày này khi miền ở đây đây là chỉ ca mùi đây là trai trai nó qua đồng miền ấy phải tế còn đại tha qua đồng miền để trong trong trai trai bên này cứ chỉ qua đồng miền bậc cả son bản toán sầm rập bản đa sắc ni sắc tu bảo dưỡng đại châu mà riêng là trong quan là khai đề mi đi bạn xong phơi cá đô nơi password rồi bọc luôn ở bàn chắp tam tại ai thuê tập bán và sân chỉ bong ôn ná đại xoăn say kết thá password rồi bọc luôn mình miên sự vật tập hiệp chỉ bị xét cứ password tệ tông chỉ môi nâng cái hai thá tệ tông chỉ password rồi bọc email rồi bọc dương nít bạn và sân chỉ ai kì dương ai chỉ dìm đô tàng password email đại là không ai khâu nó bỏ dường ní cứ ở bàn chấp tam tại ai chơi tới bàn bạn rồi những khi miền ông bạn thì hay cắt là mui đòi chạy đón cứ quan là khai để mì dường ní cứ miền và vụ hacker ai hack bán nơi không đòi xa quật bạn đăng pi email và đôi chị bạn đăng ông pi password rồi bỏ mà chắc account bạn đã không xong mình bên trên chung một ai kê bàn bạc cá tha cứ kê miên kê bàn đăng ông pi password robot one academy được phần trăm nơi sổ khai dân cứ đọc pram phía rồi nên chùm đuôn sơ ni sật đẹp ọ chẳng cứ bỏ ra miên ý cứ chọn mình chẳng cứ chỉ ca mùi đây là dân trai dục chật tục đã đầm bay nâng thư ca club đô tên password robot one academy dân ý hay nâng password robot email robot bóng phôn nè bạn chẳng cứ đi cứ chia ca đài bản toàn bạn chia ca nghe bản toàn chẳng ngày sai ngày tập ní số mê ta chi diêm nè na đài đăng thá password robot luôn bùng miên sự vật tập hiệp số mê ta ru ron bạn ở bán lươn chia bởi nhạc nè và chẳng cứ khơi tha one life one academy robot dưỡng ní cứ tha cầm phung tay đi chậm rãi hay những khi hay cứ rụp bay bắn đi cứ chập đam bơ khơi năm pi cái hai thà đầm lầy được bọc luôn, sầm rập và mà lúc tu tăng bị phập lộc bạn, chẳng cứ ní khi chơi chậm nơi sầm khăn đại dương trời tai, bây giờ bây giờ hay sầm lực tức chết đo sầm mà chỉ cả tiếng lái sầm mệt tám, bây giờ maintain công thưa ca bằng hang bằng hoa account nó bọc luôn bằng hang coin bằng hang username nó bọc luôn bạn hai nâng bằng hai nhầm pi kiếp xe cứ lấy tu sắp và có pro tài bê khá bằng phôn dưỡng quật thuê ca đánh cho mua bằng ca email address nó cứ quật pra lấy tu sắp chia password chẳng đi cứ chia chụm nạch đại chun khơ khôi quật chủng niên khai IT nâng quật thừa cả xạ là bóng riêu rộp password là bóng email hay bê là quật rộp khơi email hay nút cứ vì chỉ rương mũi đại nghi sưu bóng phát xâm rạp quật bạc chẳng tế cứ xôn bóng ôn mê ta ca phía nơi rõ sở vật thập hiệp là bóng account bóng dân bạc thiết bất cứ One Academy, One Line cứ mình nghe miền hack cho bán này dây đúng cứ mình miền tại mà đồng lúc ra tại cái bàn đăng email password bỏ dưỡng cái bàn đăng email address bỏ dưỡng cái bàn đăng email password email bỏ dưỡng từ cái ai lúc
សាក់លបងរាវរកដើម្បីចូលទៅដូរនៅពេលដែលគេដឹងអ៊ីមែល address របស់យើងហើយគេដឹង password របស់អ៊ីមែលហើយនោះគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្រាន់តែដឹង username របស់យើងដែលយើងបានបង្ហាញគេនៅក្នុង Facebook ថ្ងៃនេះគេធ្វើការដូរបានយ៉ាងងាយបាទហើយគេបានប្រកាសប្រាប់ថាសម្រាប់ account នៅស្រុកខ្មែរគេដឹង password រហូតដល់ 15% អញ្ចឹងបងប្អូនមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ password email ជាបន្ទាន់ហើយនឹង password របស់ account ខ្លួនឯងនៅក្នុង One Academy នេះប្រសិនបើយើងមានអារម្មណ៍គិតថាប្រហែលជាមិនមានសុវត្ថិភាពបាទបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបន្ទាន់ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅវេលានេះសមាជិកាទាំងអស់ឲ្យបានដឹងព្រោះអីគឺតកតងជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណតកតងជាមួយនឹងលុយគឺសំខាន់ណាបងប្អូនណាសំខាន់ណាស់រឿងលុយដូច្នេះក៏មានចោរក៏មានជនខិលខូចចង់បានចង់លួចបាទតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានៃ technology ហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលគេជំនាញដែរពេលបើតាគេមិនអាច hack ចូលនៅក្នុង online បានក៏ប៉ុន្តែគេពេលគេដឹង password របស់យើង email របស់យើងគេអាចចូលទៅដូរបានងាយស្រួលជាទីបំផុតបាទនេះគឺជាព័ត៌មានចាំបាច់សំខាន់ហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងគឺកុំធ្វើការ show off ពេកបាទ show off មានន័យថាយើងថត account របស់យើងយើងបង្ហាញអំពីចំនួនខ្វាន់យើងដល់ជាសាធារណៈព្រោះអីអានឹងគឺវាជាសវត្ថិភាពចម្បងដែលយើងមិនត្រូវបង្ហាញគេទេវាជារឿងគេហៅថាលាក់បាំងជាអាចកំបាំងមួយគេថា personal security ណាហ្នឹងគឺជាសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលមករៀនយើងគ្រាន់តែបង្ហាញអាចបង្ហាញបាន One Academy ណាយើងបង្ហាញចុះ One Academy យើងដូចសូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមធីមរបស់ leader ម្នាក់ឈ្មោះមកអីគេបានមកសុភ័ណ្ឌណាឬមួយក៏អីទេខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះតែគាត់ល្ងាចមិញនេះគឺគាត់បានធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីការប្រឡងដល់បណ្ដាក្រុមរបស់គាត់គឺគេទទួលបាន certificate ច្រើនណាបាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចបង្ហាញបានយើង show បានណាប៉ុន្តែដោយឡែកយើងកុំបង្ហាញអំពី account របស់យើងខ្វាញ់ប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹង username យើងឈ្មោះអីគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងពីថ្ងៃនេះទៅបាទព្រោះយើងមានមេរៀនហើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលគ្មានអីដើម្បីនឹងផ្ដល់ជូនទេហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ចុងក្រោយនេះគឺសូមជូនពរដល់បណ្ដាសមាជិកាទាំងឡាយក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតដែលបានចូលរៀននៅក្នុង One Academy Online នេះនៅវេលាចុងសប្ដាហ៍នេះគឺសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបាទកម្លាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាឆ្លៀវវៃហើយសម្រាប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺឲ្យបានសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ